âm tan thập ghét nhất chính là người khác gọi hẳn gai người âm tan thập cắn răng ánh mắt lạnh lùng nhìn trên đài cao cái kia cắn táo ninh thiên quá nửa thưởng tính toán không cùng người đồng dạng tính toán Nghi đến đối phương là truyền kỳ tổ sư lại càng là nữ đế phu quân âm tam thập chỉ có thể là đem tức giận đánh nát hướng về trong bụng nuốt rất nhanh trên mặt hắn một màn kia tức giận đảo mắt chính là bị ẩn tàng trên mặt lộ ra một vệt âm lãnh nụ cười chư vị ta bất luận tam thiên đại đạo bên trong bất kỳ một đạo bất luận tam thiên đại đạo bất kỳ một đạo vậy hắn luận cái gì thật sự là kỳ quái á nghe được âm tam thập một đám thiên kiêu cùng thiên ma giáo đệ tử đều là nghị luận sôi nổi đối với âm tam thập hành vi cảm thấy hiếu kỳ hắn bất luận nói vậy hắn luận cái gì tại mọi người nghị luận bên trong âm tam thập khóe miệng hơi hắt lên nhìn về phía mọi người thản nhiên nói ta luận cái gì là đạo cái gì là đạo âm tam thập như đòn nghiêm trọng giống như vậy mãnh liệt đánh vào mọi người trong nội tâm cái gì là đạo bọn họ có tu luyện đào đạo có tu luyện kiếm đạo tu luyện nhạc đạo thế nhưng hỏi cái gì là đạo trong lòng bọn họ làm thế nào cũng không có một cái nào đáp án trong đầu chỉ có một trận mê mang. như thế nào đạo liền ngay cả thiên ma giáo một ít trưởng lão đều là mồ hôi lạnh chảy dòng trong mắt tràn ngập một tia kinh hoàng vấn đề này thật sự là quá xảo quyệt vấn đề này ta nghĩ không người có thể đáp đi âm tan thập vấn đề này của thực a xảo quyệt căn bản khó giải ai một đám thiên kiêu cảm thán không hổ là ảnh ma tông thiên tài đệ tử vừa ra khỏi miệng liền đen tất cả mọi người đau đầu nghe được vấn đề này lăng ngạo cùng do chỉ thánh nữ hai người cũng không khỏi chăm chủ nhíu mày nhìn thấy tất cả mọi người phản ứng âm tam thập khóe miệng hơi hắt lên vấn đề này vốn là khó giải có người thảo luận mấy ngàn năm lâu dài cũng không có suy nghĩ ra bất luận cái nào đáp án đi ra chỉ bằng thiên ma giáo đệ tử làm sao có khả năng có thể giải âm tam thập khóe miệng hắt lên lộ ra một vệt nụ cười tự tin làm sao không có có thiên ma giáo sư huynh trả lời ta vấn đề này sao âm tam thập mặt mang nụ cười một mặt khiêm tố nhìn trước người thiên ma giáo 108 điện đệ tử chuyện này như thế nào đảo thiên ma giáo 108 điện thiên tài đệ tử đều là sắc mặt có chút khó coi sắc mặt đỏ lên trước sau đạo không ra một cái một hai làm sao âm tam thập khóe miệng hắt lên nụ cười ngữ khí trêu tức đừng nói là toàn bộ thiên ma giáo đệ tử mấy vạn người liền không có một người có thể trả lời ta cái này một cái vấn đề nhỏ bé à hắn hôm nay đến vốn là vì là bức thoái vị trước cho thiên ma giáo một hạ mã uy có thể có thời cơ để thiên ma giáo mất mặt hắn tự nhiên phải cố gắng nắm chắc vấn đề nhỏ bé nghe được một câu nói này đừng nói là thiên ma giáo đệ tử coi như là những kia thiên kiêu đều là khóe miệng giật một cái cái gì là nói vấn đề này thế nhưng là quấy nhiễu không biết bao nhiêu cường giả có thể nói là thiên cổ tuyệt hỏi trên đài cao một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi cái này âm thầm thập nhất định là tới quấy rối dĩ nhiên hỏi vấn đề thế này không phải là tới quấy rối đó là cái gì các trưởng lão cằn răng một mặt tức giận có thể biết rõ là tới quấy rối hiện tại cũng không thể đem hắn đuổi ra đi à đại trưởng lão lắc đầu một cái thở dài nếu là hiện tại đem luận đạo người đuổi ra đi em sợ ta thiên ma giáo đem bị trở thành trò cười á à? ai một đám trưởng lão từng tầng thở dài đang lúc này tất cả trưởng lão lại là nghe được một tiếng nói thầm cái gì là đạo đơn giản như vậy vấn đề không biết có cái gì thật kỳ quái các trưởng lão sững sờ mãnh liệt nhìn về phía cắn táo ninh thiên chúng lão sắc mặt thay đổi trong mắt lóe ra một vệt tinh quang chẳng lẽ tổ sư biết rõ người tổ sư kia ngay tại đại trưởng lão muốn ninh thiên ra tay lúc lại là nhìn thấy một con ngọc đủ rưỡi ra sau đó nhất cướp đá vào cắn táo ninh thiên trên mông tiếp đó ninh thiên chính là lấy một cái kỳ quái tư thế bay ra đài cao mãnh liệt hướng phía dưới rơi đi đậu phộng là vô tình người nghĩ mà sát chồng à theo một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng một tiếng nổ vang vang lên ơm ừ, chỉ thấy luận đạo trên đài cho bụi bốn lên một bóng người đập âm ầm rơi là vô tình người nữ nhân này lại muốn mưu sát chồng ngươi chờ ta ninh thiên vuốt cái mông mạnh mẽ đánh giá cao trên đài lạc vô tình một chút nữ nhân này lại đạp hắn nhất cước bất quá còn tốt hắn táo không có rơi trên đất còn có thể ăn một đám thiên kiêu nhìn lấy phương thức này lên sàn ninh thiên không khỏi là khuấy miệng giật một cái này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư liên đang chặn phương thức cũng muốn nổi bật a à. là tổ sư tổ sư lên sàn ha ha cáp cái kia ăn tan thập xong đời tổ sư nhất định có thể phá giải hẳn vấn đề nhìn thấy ninh thiên lên sàn tuy nhiên ra trận phương thức có chút đặc biệt thế nhưng một đám thiên ma giáo đệ tử hẹp tâm treo trên cao lập tức liền để súng tới trong lòng bọn họ chờ mong cái này luôn có thể cho bọn họ mang đến khiếp sợ tổ sư lần này có thể hay không lại để cho bọn họ khiếp sợ đâu ồ oh, âm tam thập nhìn ninh thiên híp híp mắc vị này thiên ma giáo tổ sư người muốn đến trả lời ta vấn đề sao đây là tự nhiên ninh thiên khẽ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch là vô tình đem hẳn ném đến chính là để hẳn đến giúp đỡ đem cái này âm tam thập cho đuổi đi vậy ta hỏi ngươi cái gì là đạo âm tam thập chậm rãi hỏi Hỏi xong một câu nói này, âm tam thập khuế miệng hơi hất lên, trong mắt tràn ngập vẻ cười lạnh. Hắn tin tưởng, trước mặt cái này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư một dạng về đáp không được. Mấy trăm thiên kiêu, vô số thiên ma giáo đệ tử, cùng với đại cao núi la vô tình cùng một đám trưởng lão ánh mắt đều là rơi vào ninh thiên trên thân. Thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư, có thể đáp đi ra không? Đơn giản như vậy, thật không biết làm sao nhốt lại các người. Ninh thiên lắc đầu một cái, cắn một cái táo, lầm bầm một tiếng. Cái gì? Một đám thiên kiêu, đệ tử, trưởng lão đều là chấn động trong lòng tổ sư lời này là có ý gì đừng nói là hắn hiểu biết chính xác đạo hừ chỉ sẽ hiện miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi lăng ngạo lạnh lùng nở nụ cười nhìn ninh thiên cái kia cả lớ phất phơ dáng dấp liền cảm thấy mười phần xen thường giao trì thánh nữ đôi mắt đẹp híp lại nhìn ninh thiên cái này truyền kỳ tổ sư không thể không nói vẫn đúng là có chút ý tứ ha ha âm tam thập cười gần dựa theo tổ sư tuổi tác thật hiểu chưa cái kia còn tổ sư nói một chút coi như thế nào đạo có thời gian có nhiều thứ cũng không phải là dựa theo tuổi tác đến kết luận Ninh Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, đạo là vật gì? Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, cái gì là đạo? Ninh Thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, nói, vô hình vô tượng, vô thanh vô khứ, đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, nhưng là sản sinh thiên địa vạn vật, chúa thể thiên địa vạn vật luôn có thể ngọn nguồn. Nghe được Ninh Thiên, luận đạo trên đài, nhà tước không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người là một mặt tròn váng nhìn Ninh Thiên, trong mắt lập lề nghi hoặc, không thể không nói. Tổ sư một câu nói này, bức cách phi thường cao à, cao đến bọn họ, hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì hắn hắn đang nói cái gì không biết à cái này hoàn toàn vượt qua ta trí thức phạm vi à một đám thiên kiêu ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều là một mặt trắng váng gãi đầu này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư lại nói cái gì à lăng ngạo hừ lạnh một tiếng hừ lời nói điên cuồng hoàn toàn không biết đang nói cái gì vô hình vô tượng vô thanh vô khứu, đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Giao trì thành nữ thì thào nhỏ nhẹ, trong mắt lóe ra một vệt hơi ánh sáng, lộ ra một vệt nụ cười. Kinh diễm xung quanh không ít thiên kiêu, thú vị, thật có chút đi từ đây này. Giao trì thành nữ một đôi con mắt đặt ở ninh thiên trên thân, cảm giác trên người hàn có vô hạn bí mật giống như vậy, hấp dẫn nàng đi thăm dò. Người đang nói cái gì? Âm tam thập long mày hơi nhíu lên, một mặt nghi hoặc nhìn ninh thiên. Ai? Chỉ có thể trách các ngươi không có văn hóa. Ninh thiên lắc đầu thở dài. Đọc thêm nhiều sách đi, đọc sách thật rất trọng yếu. Gia hỏa này nhất định là đang tinh tướng. Tức giận á, à? nhưng, nhưng ta xác cực không hiểu à. Nhìn thấy Ninh Thiên cái kia một bộ bắt đắc sĩ dáng vẻ, một đám thiên kiêu nghiền răng nghiền lợi. Biết do đối phương đang tinh tướng, thế nhưng, bọn họ vẫn thật là không có cách nào. Bọn họ đương nhiên không biết Ninh Thiên đang nói cái gì bởi vì những câu nói kia hoàn toàn là Ninh Thiên trước ở Ba Đu xuất nhìn lên đến. Cũng không ở một cái thế giới, câu nói này, bọn họ tự nhiên không hiểu sợ theo nói như người vậy chúng ta nghe không hiểu chẳng phải là cùng chưa nói một dạng ngươi còn không phải không có giải thích cái gì là nói âm tan thập nhìn ninh thiên thản nhiên nói vậy ngươi nghe rõ ninh thiên biểu hiện từ từ trở nên nghiêm túc cầm trong tay táo thu lại tiếp đó ta liền nói cho ngươi cái gì là chính thức đạo nghe được ninh thiên lời này xung quanh trong nháy mắt kích động lên luận đạo trên đài tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở trên người hắn rốt cục muốn chính diện trả lời à âm tan thập sững sờ một hồi cho cười gần lần thứ hai hiện lên ở bến mét ồ oh, vậy tao rửa tai lắng nghe đại đạo ba nghìn mỗi một con đường liền có hẳn lý giải tam thiên đại đạo ta lấy kiếm đạo nêu ví dụ kiếm đạo đạo là cái gì đây là kiếm ý là kiếm khách đối với kiếm nhận thức một cái tu luyện kiếm đạo người lĩnh ngộ ra đến kiếm ý như vậy hắn liền lĩnh ngộ kiếm đạo lần lượt loại suy như thế nào nói cũng không cần ta phải giải thích hết đi ninh thiên khóe miệng hắt lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói những người này vấn đề thật là kỳ quái đạo vốn là tu luyện giả lựa chọn đường mà thôi tam thiên đại đạo thì có ba ngàn chủng đạo kiếm ý nghe được ninh thiên ở đấy tất cả mọi người là trầm mặc lúc này ninh thiên lại là lại mở miệng tam thiên đại đạo là ngươi thành công tu luyện cái này nói kỳ thực ngươi liền dĩ nhiên minh bạch cái này đạo là cái gì không phải vậy ngươi lại vì sao có thể tu luyện thành công đâu cái gì từng cái từng cái không ngừng lặp lại ninh mạch còn mắt trợn thật lớn đúng vậy khi bọn họ tu luyện thành công mình lựa chọn đạo thời điểm liền dĩ nhiên minh bạch này đạo là cái gì không phải vậy lại làm sao có khả năng tu luyện thành công đâu t trong nhảy mắt ninh mạch một lời trực tiếp biểm tình mấy trăm thiên kiêu từng cái từng cái giống như như vừa tình giấc chiêm bao giống như vậy trong mắt mê man trong ngáy mắt biến mất thay vào đó là một vệt sáng người và đúng lúc này bọn họ minh bạch trong thân thể một loại nào đó đạo ý cũng vào đúng lúc này mãnh liệt mà tăng lên một đoạn dài ha ha cáp ta kiếm đạo tu luyện trình độ đạt đến hơi có tiêu thành trình độ ta cũng đột phá lời ấy giải hết nghi hoặc à làm cho mắt bọn họ mê man tiêu tan lúc nghi hoặc bị hiểu biết ra trong thân thể nói trong ngày mắt đột phá không ít thiên kiêu nghe xong một câu nói này về sau đều là khiếp sợ không thôi thiên ma giáo cái này truyền kỳ tổ sư cũng quá thần đi cái gì cái này không thể nào đây tuyệt đối không thể âm tam thập nghe xong một câu nói này về sau trong nháy mắt khiếp sợ còn mắt chừng lớn lão đại trong miệng lẩm bẩm không thể nếu ta tu luyện nói ta liền minh bạch đạo vậy ta chẳng phải là hắn câu này lời còn chưa nói hết trong nháy mắt hắn cơ thể bên trong quấy nhiễu nhiều năm đạo chi gông xiềng phá toái trực tiếp đột phá cái gì? Ta, giờ khắc này đột phá, âm tan thập lại không có nửa phần hài lòng, bởi vì hắn trước một giây mới nói không thể, một giây sau thân thể những thành thực đột phá, cái này không thể nghi ngờ là tại đánh hắn mặt a. À. Coi như là vẫn đối với Ninh Thiên tràn ngập xem thường lăng ngạo, đều hoàn toàn biến sắc, trên đài cao, một đám trưởng lão sắc mặt khiếp sợ, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn Ninh Thiên, Tổ sư thần, đại trưởng lão không nhịn được thở dài. Trước tổ sư một lời đánh tan không ít thánh tử thần tử đạo tâm, bây giờ, dĩ nhiên có thể một lời giải hết nghi hoặc đúng vậy à ta thiên mà giàu có này tổ sư của thực là phúc phận á à. một đám trưởng lão âm thầm gật đầu đối với ninh thiên trong lòng tràn ngập sâu sắc kính nể dù cho ninh thiên thực lực kém xa tít tắp bọn họ thế nhưng cái này không chút nào gây trở ngại bọn họ kính nể ninh thiên là vô tình trầm mà không nói nhưng hơi mở ra miệng nhỏ và đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm ninh thiên đủ để chứng minh trong lòng nàng kinh ngạc ninh thiên mỗi một lần đều có thể cho nàng mang đến không giống nhau kinh hỉ có vẻ như vân đúng là bị ta đoán chúng nhìn thấy một đám người một mặt khiếp sợ dáng vẻ ninh thiên thở một hơi trên mặt chăm chú triệt để tiêu tan hắn nào biết đâu cái gì là đạo a à? không thể nghi ngờ chính là lâm thời nước tới chân mới nhảy tùy tiện nói một chút mà thôi chỉ là không nghĩ tới tùy tiện nói chuyện vẫn đúng là bị hắn nói đúng thật là là bị nhưng này thiên kiêu biết được em sợ còn không biết biểu hiện trên mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc keng hệ thống cái kia ưu mỹ điện tử âm trong đầu vang lên người khiếp sợ luận đạo đài mọi người khen thường thể kỹ năng đại đế nhất kích đế vương nhất kích có thể phát động thần đế cảnh đỉnh phong cường giả nhất kích phát động thể kỹ năng hết hiệu lực thể kỹ năng đại đế nhất kích nghe được hệ thống ninh thiên trong mắt lấy ra một việc tinh quang đồ chơi này không tệ á thần đế cảnh đỉnh phong cường giả nhất kích đây tuyệt đối là một cái vô địch kỹ năng á à. ninh thiên mặt tươi cười đắc ý tưởng ghi có thể thẻ cho thù lại định sai người lúc đột nhiên sau lưng vang lên mấy đạo thanh âm tổ sư ta nghĩ ngươi luận đạo luận nhạc đạo tổ sư còn có ta tổ sư ta khi thấy thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư, quả thật là có thần kỳ như vậy về sau, cái này một ít thiên kiêu. Từng cái từng cái con mắt thả ánh sáng, nơi nào đồng ý bỏ mất thời cơ. Thấy thế, ninh thiên thở dài, tổ sư ta cũng rất bận nha. Thở dài về thở dài, nhưng là chỉ có thể bắt đắc sĩ lên sân khấu. Nhìn luận đạo trên đài, ninh thiên một người tiêu xài đối mặt mấy cái thiên kiêu. Âm tan thập không khỏi là khẽ cằn răng, từng tầng hư lạnh một tiếng. Chợt, say người muốn đi. tan thập sư đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Âm tam thập vừa xoay người, Lý Trường Sinh thanh âm, bắt đầu từ một bên chuyển đến. Đi nhà cầu, làm sao? Lý Sư Huynh chẳng lẽ đối với nam nhân đi nhà cầu có hứng thú. Âm tam thập nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn Lý Trường Sinh. Cái này đến không phải. Lý Trường Sinh mỉm cười. Chỉ là ta thiên ma giáo địa đại, sợ tam thập sư đệ lạc đường, cho nên muốn đưa tiễn sư đệ. Không cần. Âm tam thập vung vung tay. Con người của ta có cái thói quen, người theo, ta đi đái không ra. Nói xong, hắn liền sai người ly khai luận đạo đài nhìn âm tam thập bóng lưng lý trường sinh trong mắt lóe ra một vệt tinh quang chợt ra hiệu đệ tử đem tin tức này truyền cho đại trưởng lão cái này ảnh ma tông người hay là cần chú ý thêm âm tam thập ly khai luận đạo sau đài đi tới một chỗ bí mật góc xác định bốn bề vắng lặng về sau mở ra thông linh ngọc thạch trong đó mũi ưng lão giả thanh âm truyền ra ba mươi làm sao có hay không có mạnh mẹ đánh thiên ma giáo mặt mũi ưng lão giả trong thanh âm sen lẫn một điểm tự tin rất hiển nhiên hắn đối với chính hắn một đệ tử rất có tự tin không có âm tam thập sắc mặt âm trầm cắn răng tông chủ bị thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư cho hủy các ngươi hay là sớm chút đến đây đi ồ oh, thậm chí ngay cả người cũng thất bại nghe vậy mũi ưng láo giả không khỏi hơi kinh ngạc trong mắt tựa hồ né qua một vệt hàn mang đã như vậy vậy ngươi liền chờ chúng ta đến đây đi nói xong thông linh ngọc thạch trên hư ảnh biến mất đoạn liên hệ hừ sẽ tính ngươi có thể nói thì lại làm sao cho sẽ bức thoái vị người thiên ma giáo một dạng sẽ rất mất mặt âm tam thập hừ lạnh một tiếng tiếp đó xoay người hướng về luận đạo lên trên bục luận đạo đài một đám thiên kiêu mồ hôi lạnh chảy dòng trong lòng kinh ngạc không thôi nhìn trước người cái này mỉm cười người trẻ tuổi này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư cũng quá khủng bố đi đối mặt bọn họ một lần hơn mười người luận đạo đều đang có thể không có áp lực chút nào ép bọn họ một điểm phương pháp đều không có mà thiên ma giáo đệ tử nhóm thì là đối với ninh thiên càng ngày càng sùng bái như vậy tổ sư của thực là thần hảo lợi hại người tổ sư này là toàn năng hình tuyển thủ à một đám thiên kiêu khoé miệng cay đắng vừa vô luận là luận cái gì nói ninh thiên đều có thể ứng đối ta đến lúc này một thanh âm vang lên chỉ thấy vẫn không có ra tay lăng ngạo rốt cục ngồi không yên quát to một tiếng về sau nhảy xuống rơi vào ninh thiên trước người rốt cục ra tay lần này có kịch hay xem nhìn thấy lăng ngạo ra tay một đám thiên kiêu cùng thiên ma giáo đệ tử đều là ánh mắt sáng lên lợi hại nhất thiên kiêu một trong rốt cục muốn xuất thủ tổ sư còn có thể chống lại à tại hạ lăng hư tông lăng ngạo còn mong tổ sư chỉ giáo lăng ngạo đối với ninh thiên hành thi lễ chậm rãi nói ninh thiên nhìn hắn hỏi ngươi muốn luận làm gì đạo kiếm ta muốn luận kiếm đạo lăng ngạo trong mắt lấy ra một vệt tinh quang vỗ vỗ bên hông bụi kiếm kiếm đạo ninh thiên sững sờ sau đó ánh mắt sáng lên cật gù quá lâu như vậy rốt cục có người tìm hắn luận kiếm đạo trước hệ thống cho hắn kiếm ý kiếm lĩnh ngộ sau khi thành công còn không có có thời cơ sử dụng đây hiện tại vừa vặn đến thí nghiệm một hồi kiếm ý này võ học uy lực dĩ nhiên là kiếm đạo lăng ngạo nhất là sở trường chính là kiếm đạo không biết tổ sư còn có thể hay không chống đối nghe được lăng ngạo dĩ nhiên là yêu cầu luận kiếm đạo một đám thiên kiêu chính là minh bạch hắn chăm chú lăng ngạo nhất là sở trường chính là kiếm đạo a à. đến đây đi lăng ngạo khuấy miệng hất lên lộ ra một vệt nụ cười tự tin chợt chậm rái rút ra bên hông bộ kiếm một thanh này hư ảnh kiếm thế nhưng là bảo khí cấp bậc vũ khí lăng ngạo giơ trong tay hư ảnh kiếm thân kiếm vì là liếc chui kiếm là đen lấp lấy hơi ánh sáng tiết lộ chỗ bất phàm bảo khí cấp bậc vũ khí nghe được lăng ngạo không ít người hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lấy ra một vẻ tước ao vũ khí này cũng chưa cấp bậc chia làm pháp khí linh khí bảo khí tiên khí cùng với thần khí thần khí bên trên còn có cấp bậc bất quá vậy thì cùng với vượt qua mọi người nhận thức toàn bộ thiên đừng nói thần khí coi như là tiên khí đều khó mà nhìn thấy vì lẽ đó bảo khí một cách tự nhiên cũng cực kỳ chân quý không nghĩ tới cái này lăng ngạo trong tay dĩ nhiên là một thanh bảo khí xem ra cái này lăng hư tông mười phần nhìn trùng hắn á bảo khí sao ninh thiên lầm bầm một tiếng bất quá vẫn chưa quá to lớn lo lắng vũ khí hay là tác dụng phụ trợ quan trọng còn muốn quyết định ở sử dụng người tổ sư ngươi vì sao không cầm kiếm lăng ngạo nắm kiếm hỏi hướng về ninh thiên ta không có kiếm ninh thiên lắc đầu một cái lăng ngạo nhíu nhíu mày không có kiếm làm sao luận kiếm đạo tổ sư ta có hảo kiếm ta cũng có tổ sư dùng ta đi Ta ta ta, ta cũng có, ta kiếm được, là linh khí cấp bậc. Tổ sư dùng ta, thuận tiện cho ta ký cái tên đi. Là một đám người nghe được Ninh Thiên không có kiếm lúc, từng cái từng cái con mắt nhất thời sáng ngời, hưng phấn móc ra chính mình bụi kiếm. Từng cái từng cái hướng về phía Ninh Thiên hô, không cần, Ninh Thiên nở nụ cười, khéo léo từ chối bọn họ lòng tốt. Tuy nhiên ta không có thực thể kiếm, thế nhưng ta có đừng kiếm. Đừng kiếm, nghe được Ninh Thiên, xung quanh một đám người đều là sững sờ. Chỉ thấy Ninh Thiên chậm rãi do tay lên, linh khí từ cơ thể bên trong hiện lên, vận chuyển kiếm ý võ học, một thanh linh khí biến hóa thành kiếm hiện lên ở trong tay. Đây là linh khí hóa kiếm. Thấy cảnh này, Lăng Ngạo hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đây là kiếm ý đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Trong nháy mắt, Lăng Ngạo sắc mặt cực kỳ khó coi, linh khí hóa kiếm, cái kia cùng bạo kiếm ý trong lúc lờ đáng phóng thích, hóa thành một cái cự long mãnh liệt đánh về cách đó không xa một vách núi. âm um, ầm. Um nhất thời vách núi bị kiếm ý cắt ra một cái lỗ thủng to trong nháy mắt đổ nát loạch xoạch thời khắc này một đám người trợn mắt lên nhìn về phía ninh thiên khu khụ tay trơn tay trơn ninh thiên gãi đầu một cái kiếm ý này tuy nhiên lĩnh ngộ nhưng còn chưa thuần thục vì lẽ đó liền dẫn đến vừa tình cảnh đó chuyện này thấy cảnh này lăng ngạo có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái thở dài tổ sư ta cam bái hạ phong cái này luận kiếm đạo ta thua vẻn vẹn chỉ là cái kia kiếm ý hóa long hắn liền minh bạch chính mình thua định hắn và ninh thiên lính ngộ kiếm ý hoàn toàn không tại một cấp bậc anh sẽ không đánh nghe được lăng ngạo ninh thiên hơi nhớ may hắn cái này còn chưa có thử nghiệm uy lực đây không đánh lăng ngạo lắc đầu chịu thua dù sao cũng hơn tự rước lấy nhục khá hơn chút đi vậy giao chi Thánh nữ ngươi tới đánh à muốn phát tiết kiếm ý ninh thiên chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía giao chi thành nữ ở đây thiên kiêu bên trong chỉ có một mình nàng còn chưa ra tay tổ sư ta không phải là đến luận đạo chủ công nếu tới giao chi thành nữ còn chưa nói xong đột nhiên thiên ma giáo bên trong luận đạo trên đài khoảng không mây đen bù đắp một cố cường đại đế cảnh khí tức trong né mắt ba phủ toàn bộ thiên ma giáo ầm um, giữa bầu trời truyền đến một đạo tiếng nổ vang một đạo đế cảnh khí tức mãnh liệt ba phủ toàn bộ thiên ma giáo không ít đệ tử tại đây một đạo khí tức phía dưới trong né mắt bị áp chế có thể bên trong linh khí bị đông cứng liền cũng không dám thở mạnh một hồi đế cảnh khí tức đây là thần đế cảnh cường giả cảm nhận được cái này một tia đế cảnh khí tức không ít thiên kiêu trong mắt lười ra một vệt hoảng loạn ra sức muốn đi chống lại. Thế nhưng, đang đối mặt đế cảnh cường giả lúc, bọn họ cũng không lại là thiên kiêu, mà là con kiến hôi. Hừ, đang lúc này, luận đạo đài trên đài cao, hư lạnh một tiếng vang lên. Trong nhảy mắt, cái kia bao phủ ở toàn bộ thiên ma giáo đế cảnh khí tức, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hô, cảm nhận được áp chế ở trên thân thể đế cảnh khí tức tiêu tan. Không ít đệ tử cùng trưởng lão đều là từng tầng thở một hơi. Sau đó, ánh mắt đều là kính nảy nhìn về phía trên đài cao kia. Cái kia trên người mặc xanh trắng quần dài, đầu đội phượng quan tuyệt mỹ nữ tử. Thiên ma giáo nữ đế là vô tình, nữ đế đại nhân thực lực vẫn là trước sau như một cường đại á. Đây là thiên ma giáo nữ đế thực lực cả, à? Quả thực khủng bố. T, một đám thiên kiêu đều là ánh mắt kính để nhìn là vô tình. Giao trì thành nữ cùng là ngạo hai người cũng là biểu hiện ngưng trọng. Coi như là bọn họ thế lực chi chủ, thực lực tối đa cũng liền cùng nữ đế một dạng cường đại. Tuyệt đối không có bất kỳ một tia vượt qua. Ảnh ma lão nhân, nếu đến, hạ tất trốn trốn tránh tránh như kẻ lão thử đâu. Là vô tình ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía một chỗ hư không nhàn nhạt nói. Ảnh ma lão nhân. Ma đạo thứ hai, ảnh ma tông tông chủ, nguyên lai, like, cái kia một đạo đế cảnh khí tức là hắn, một đám thiên kiêu trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, trong lòng bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng, ảnh ma tông thế nhưng là hướng về bất mãn thiên ma giáo, nhưng hôm nay vì sao sẽ chủ động lại đây, trong đó, nhất định phải không ít âm mưu, một ít thiên kiêu trong lòng đã có ý lui, thế nhưng bị vướng bởi đế cảnh khí tức, bọn họ còn không dám lộn xộn, cà cà cà, giữa bầu trời, vang lên một đạo cười quái dị tiếng, thanh âm âm lãnh để không ít đệ tử đều là thân thể run run một cái, sợ hãi không ngớt. Là vô tình, hôm nay cũng không chỉ cá nhân ta đến đây. Trong hư không, trên người mặc ảo tang, thân thể không người ảnh ma lão nhân tái hiện ra. Trong tay hàn chống quải trưởng, khuế miệng hắt lên một vệt cười gần. Chư vị, cũng đi ra đi. Theo ảnh ma lão nhân âm rơi, phía sau hắn hư không một cơn chấn động. Tiếp đó, mấy đạo cường đại thân ảnh hiện lên. Vậy là, thấy cảnh này không ít người đều là đồng tử mãnh liệt co rụt lại giữa bầu trời ngoại trừ ảnh ma lão già ở ngoài còn có ba nam một nữ độc xà cốc cốc chủ xà độc thái nhất ác hồn giáo thái thượng trưởng lão hồn diệt trưởng lão âm dương tông tông chủ nguy âm dương còn có độc hạt môn xà hạt phu nhân t nhìn thấy cái này ba nam một nữ một đám thiên kiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh bốn người này ở thêm vào ảnh ma lão nhân đó chính là năm vị thần đế cảnh cường giả nhìn thấy mấy vị này ma đạo đỉnh tiên thế lực chi chủ không ít người trong lòng chấn động cái này ma đạo là có đại động tác a à? năm vị thần đế cảnh cường giả luận đạo trên tài ninh thiên xem phía trên không trung năm đạo cường đại thân ảnh lông mày hơi nhíu lên trong ánh mắt tràn ngập mừng trọng năm vị thần đế cảnh cường giả lão bà có thể là đối thủ à lúc này hệ thống yêu mi âm thanh vang lên hệ thống túc chủ đừng lo ngươi quá coi thường ngươi cái này tiện nghi lão bà thực lực bàn hệ thống kiến nghị ngươi ăn dưa xem cuộc vui ninh thiên tuy nhiên nghe được hệ thống nói như vậy nhưng ninh thiên trong lòng hay là tràn ngập lo lắng hắn chưa từng gặp là vô tình ra tay cho nên đối với thần đế cảnh thực lực hay là nằm ở mơ hồ trạng thái cùng lắm cũng chỉ có thể vận dụng đại để nhất kích kẻ kỹ năng ninh thiên cắn răng làm tốt xấu nhất dự định trên đài cao một đám trưởng lão mồ hôi lạnh chảy dòng từng cái từng cái vô cùng sốt sáng nhìn lên trên bầu trời nam bóng người đế cảnh khí tức không ngừng phóng thích để trong lòng bọn họ tràn ngập áp lực liền ngay cả thánh hoàng cảnh mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt ngưng trọng thánh hoàng cảnh cùng thần đế cảnh thế nhưng là tồn tại khác nhau một trời một vực chênh lệch đối mặt cái này nam vị thần đế cảnh cường giả là vô tình như cũ là vẻ mặt hờ hứng Tựa hồ không có chút nào một điểm hoang mang thấy được nàng bộ dáng này ảnh mã lão nhân lông máy hơi nhíu lên cái này tựa hồ cùng hẳn muốn có chút không giống nhau lắm á vì lẽ đó các người muốn làm cái gì là vô tình thần tình lạnh nhạt nhìn năm người một bộ hờ hững dáng dấp trong ngáy mắt dẫn lên một đám thiên kiêu thán phục không hổ là nữ đế đối mặt nam vị thần đế cảnh cường giả một điểm kinh hoàng đều không có cuối cùng là đối với thực lực tự tin hay là giả vờ chấn định một đám thiên kiêu nghị luận nhất thời là để ảnh ma lão nhân chờ nam vị cường giả mặt mũi có chút không nhịn được đùa gì thế đây của thực là không đem bọn họ để vào trong mắt a à? năm người liếc mắt nhìn nhau âm thầm sau khi gật đầu ảnh ma lão nhân nhìn về phía lạc vô tình lạc vô tình chúng ta ngũ đại tông môn đều là đối với các ngươi thiên ma giáo làm cái này ma đạo khôi thủ vị trí mười phần bất mãn vì lẽ đó, chúng ta cảm thấy, người ai là có thể mang cái này khô thủ vị trí giao ra đây? Cái gì? Giao ra ma đạo trước thủ khoa, nghe được ảnh ma lão nhân, một đám thiên kiêu. Cùng thiên ma giáo chúng đệ tử trưởng lão đều là bỗng nhiên giật mình. Bọn họ mãnh liệt phản ứng lại, cái này ảnh ma lão nhân, dĩ nhiên là sức còn lại từ tông, đến đây thiên ma giáo bức thoái vị. Hiện tại thế nhưng là thiên ma giáo luận đạo ngày, bao nhiêu thiên kiêu tụ hội. Nếu là bị ảnh ma lão nhân thực hiện được, em sợ, chuyện này đem triệt để truyền khai thiên. Nữ đế cùng với thiên ma giáo thể diện, sợ rằng sẽ tổn thất lớn. Hào thủ đoạn, thật sự là hào thủ đoạn à? Thái thượng trưởng lão khí dựng dâu trừng mắt, cắt gao cắn răng. Xung quanh một đám trưởng lão cũng là tức giận không ngớt. Từng cái từng cái ánh mắt đều là lo lắng đặt ở lạc vô tình trên thân, nhưng lúc này lạc vô tình vẻ mặt vẫn bất biến, bức thoái vị. Lạc vô tình lẩm bẩm một tiếng, khuấy miệng hát lên một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Trong nháy mắt kinh diễm vô số người, coi như là giao trì thành nữ cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng, có chút ý nghĩa. Bất quá lạc vô tình khẽ nâng lên đầu, trong con người xinh đẹp lấp lấy sen thường nhìn ảnh mã lão nhân năm người, các người cảm thấy, các người, xứng sao, cái gì, năm vị thần đế cảnh cường giả cũng không xứng. Một đám thiên kiêu trong lòng hất lên một trận sóng to gió lớn, dựa theo nữ đế, hôm nay tất có nhất chiến á, đế chiến, trong mắt bọn họ lấp lấy tinh quang, trong thân thể máu tươi đều tại sôi trào. Kha kha, lão bà ta chính là bá khí, ninh thiên âm thầm đối với la vô tình giơ ngón tay kẻ lên, cái gì, chúng ta không xứng, ảnh ma sắc mặt lão nhân cực kỳ khó coi, trong nẻ mắt cảm thấy rất mất mặt. Hừ, là vô tình, người đây là không đem chúng ta năm vị thần đế cảnh cương già để vào trong mắt à. Sa hạt phu nhân lạnh lùng nở nụ cười, trong tay vứt vứt độc hạt chậm rãi bỏ đi. Để không ít người không rét mà run, đã như vậy, liền trời trách chúng ta không khách khí. Hôn diệt trưởng lão, tế quỷ diệt đồ đi. Quỷ diệt đồ, cái gì, Hồn diệt trưởng lão dĩ nhiên đem quỷ diệt đồ cho mang đến. Vậy thế nhưng là quỷ diệt đồ, thế nhưng là ác hồn giáo trần giáo chi bảo, cấp tất tiên khí á. À. Nhìn thấy hồn diệt trưởng lão trong tay liền đen nhánh quyền ra dê, một mọi người sắc mặt đại biến. Quỷ diệt đồ, nghe đồn thế nhưng là dùng 9999 cái người sống luyện chế mà thành, khiến cho bọn họ hồn phách bị nhốt trong đó, cung cấp người sử dụng, có thể nói là tà ác cực kỳ. Hừ, là vô tình, đây là người buộc chúng ta. Hồn diệt trưởng lão từng tầng hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, trong tay quỷ diệt đồ mãnh liệt mở ra, trong phút chốc, từng sợi từng sợi hắc khí lưu chuyển, quỷ khóc lang khiếu tiếng, không ngừng từ truyền đến. Tà phong trận trận, thực tại là âm mưu cực kỳ tuy nhiên lão phu không thể toàn lực thối thúc quỷ diệt đồ vô pháp triệu hoàn chín nghìn cái ác hồn, Thế nhưng chỉ là ba ngàn vẫn là có thể, hồn diệt trưởng lão tự tin nở nụ cười, quỷ diệt đồ ra âm um, một tia hắc khí bạo phát, ông 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 âm phong gào thét, nâng theo ác hồn khóc lóc kể lể ba ngàn cái hắc sắc ác hồn, chỉnh tề xuất hiện ở bên trên bầu trời, trong phút chốc phảng phất thiên địa không khí, cũng âm lãnh hạ xuống ba ngàn ác hồn cái này dòng dạ ba ngàn ác hồn ít nhất đều là địa vương cảnh thực lực nhìn thấy ngày hôm nay không trung ba ngàn ác hồn thiên ma giáo một đám trưởng lão lo lắng cái này ba ngàn ác hồn sợ là khó đổi phó a một đám thiên ma giáo đệ tử cắn răng đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chín nghìn chín trăm chín mươi chín người sống luyện chế quỷ này diệt đồ là thật có chút tà ác a ninh thiên xem phía trên không trung cái kia hồn diệt trưởng lão trong tay quỷ diệt đồ hơi nhiều may cái này ba ngàn ác hồn cũng không dây đổi phó lắm hệ thống cái kia thanh âm hưng phấn lại là vào thời khắc này chuyển đến túc chủ cái này ba ngàn ác hồn thế nhưng là đại bổ chi vật a à. từng cái hồn thể đều có thể tăng mạnh ngươi hồn nguyên châu lực lượng đại bổ chi vật ninh thiên trong lòng cả kinh tuy nhiên tâm động nhưng vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là đây chính là ba ngàn ác hồn tương đương với ba ngàn vị địa vương cảnh cường giả a à. hệ thống sợ cây búa nhỏ bàn hệ thống cho ngươi hồn diệt thuật ngươi quên có hồn diệt thuật cùng ngươi cơ thể bên trong lối tiếp linh mạch tồn tại chỉ cần là hồn thể ở trước mặt người chính là cái đệ đệ diệt hồn thuật lôi kiếp linh mạch bị hệ thống nhắc nhở ninh thiên còn mắt nhất thời mãnh liệt sáng ngời đúng vậy hắn còn có hồn diệt thuật cùng với lôi kiếp linh mạch á à. cả hai cái đều là hồn thể tuyệt đối khắc tinh có thể không nên quên cái kia thần đế cảnh thiên ma là thế nào chết chắc tính ngộ ninh thiên nhìn về phía cái kia một đám ác hồn ánh mắt cũng không giống nhau cái kia đã không phải là cái gì cùng hung ác cực khủng bố đồ vật mà là đại bổ chi vật hừ là vô tình ta ngũ tông thế lực đã vây quanh ngươi thiên ma giáo nếu là người chấp mấy bất ngộ Liên trời trách chúng ta ra lệnh một tiếng, diệt ngươi thiên ma giáo. Nếu là ngươi đáp ứng, chúng ta còn có thể xem ở ngươi đều là ma giáo mức, buông tha ngươi. Ảnh ma lão nhân khóe miệng hơi hất lên, trong mắt lấp lấy một vệt vẻ cười lạnh. Còn lại bốn người cũng là ông cánh tay, mắt lạnh nhìn nhau. Xung quanh một đám thiên kiêu, thiên ma giáo trưởng lão đệ tử, cũng là đem ánh mắt tạt ở lạc vô tình trên thân. Nữ đế, đến tôi cùng sẽ làm sao lựa chọn chỉ bằng mấy người các ngươi coi như là thần đế cảnh cường giả là vô tình nhàn nhạt, nhạt đứng dậy cái kia xanh trắng quần dài hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ tư thái nàng lãnh đạo nhìn về phía ảnh ma lão nhân chờ năm người là các người ngu xuẩn đâu hay là nói bản đế uy nghiêm không tại thời khắc này là vô tình đối với mình xưng hô đổi đổi thành đế khí tức mãnh liệt biến đổi ơm um, giữa bầu trời tiếng sấm không ngừng một tia cường đại khí tức mơ hồ từ lạc vô tình trên thân tỏa ra đến lúc nào chỉ là thần đế cảnh thất tinh cùng bốn cái thần đế cảnh tam tinh phế đế cũng dám khiêu khích bản đế uy nghiêm phế đế ở thiên huyền đại lục bên trên đối với thần đế cảnh cường giả có sáng tỏ xưng hô phân chia vừa tới tam tinh được gọi là chuẩn đế bốn bề giác dưới lục tinh được gọi là phàm đế thất đến bát tinh được gọi là thần đế mà cửu tinh thậm chí đỉnh phong cường giả mới xưng là đại đế cho tới phế đế hoàn toàn là lạc vô tình đối với mấy người xem thường xưng hô mà thôi bá khí nô đề bá khí à? trong nháy mắt luận đạo đài tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh một cái ánh mắt đều là kính để nhìn là vô tình lúc này luận đạo đài một chỗ một thanh âm đặc biệt hấp dẫn người ha <laughs> cap, lão bà bá khí trời hắn đem cái này năm cái lão già kia toàn bộ đánh ngã mê mơ mọi người sững sờ phát hiện là tổ sư từng cái từng cái nhất thời khóc cười không được tiểu tử này chỉ là một cái thông linh cảnh tiểu tử cũng dám kiêu ngạo như vậy ảnh ma lão nhân năm người sắc mặt khó coi tông chủ hắn chính là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư cũng chính là nữ đế phu quân một bên âm tam thập chậm rãi nói nguyên lai là hắn ảnh ma lão nhân trong mắt lóe ra một vệt tinh quang nữ đế phu quân cũng chỉ là một cái thông linh cảnh phế phẩm ha ha Huy âm dương chăm chọc nở nụ cười là vô tình đã như vậy liền trời trách chúng ta không khách khí ảnh ma lão nhân nhàn nhạt, nhạt, nhìn là vô tình sẽ tính ngươi là thần đế cảnh đỉnh phong thì lại làm sao trong tay chúng ta, thế nhưng là có tiên binh tồn tại, âm rơi, ảnh ma lão nhân nguy âm dương, Sa hạt phu nhân cùng với Sa độc thái nhất đều là lấy ra từng người vũ khí, đều là tiên khí cấp bậc. Trời ạ, à, năm bị thần đế cảnh, năm thanh tiên binh, thấy cảnh này, không ít người còn mắt trong nhảy mắt trợn thật lớn. Tiên binh, đây chính là tiên binh à? Lúc này, một bên lại bay tới cái kia truyền kỳ tổ sư, chậm rãi thanh âm, tiên binh thì lại làm sao? Vũ khí chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi, mấu chốt nhất hay là quyết định ở sử dụng người. Tiểu tử, người câm miệng cho lão tử công hãm thiên ma giáo cái thứ nhất diệt chính là ngươi nguy âm dương trừng ninh thiên một chút nếu không phải trước mặt đối thủ là nữ đế hắn hận không được một cái tát đập chết ra hòa này năm chuôi tiên binh xuất thế thiên địa tựa hồ cũng làm nhúc nhích hồn diệt trưởng lão vận dụng ba ngàn ác hồn ảnh ma lão nhân chợt quát một tiếng mê mơ hồn diệt trưởng lão gật gù trong tay kết ấn ác hồn thuật pháp lấp lóe lại đến xung quanh khí tức bạo liệt âm phong từng trận mãnh liệt hướng luận đạo trên đài đánh giết mà đi là vô tình nên chúng ta làm xong tất cả năm người nhìn về phía lạc vô tình mua để giắt tay ầm um, đế cảnh uy nghiêm cung tiên binh tư thế mãnh liệt hướng lạc vô tình bao phủ mà đi một đạo uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt hướng về lạc vô tình bao phủ mà đi ầm um, khí tức như dung chuyển núi đồi chỉ thấy lạc vô tình nhàn nhạt giơ tay tay ngọc chấn động trong nháy mắt mu để khí thế trực tiếp sụp đổ cái gì năm người cả kinh tay cầm tiên binh lần thứ hai đánh giết mà đi không biết tự lượng sức mình Lạc Vô Tình nhàn nhã lắc đầu, đó lấy, minh chiến mà đi. Nàng lên tiên binh cũng không có đụng tới, bởi vì những người này không có tư cách này. Giữa bầu trời, đế cảnh khí tức không ngừng hiện lên, mây đen bị đánh tan, liền không khí đều tại chấn động. Được, thật mạnh. Nhìn thấy giữa bầu trời, Lạc Vô Tình một người nhanh chiến năm vị thần đế cảnh cường giả, không có chút nào rơi vào một điểm hạ phong lúc, một đám thiên kiêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Ông, ông ông, lúc này, ba ngàn ác hồn bắt đầu dưng ra đối với luận đạo đài mọi người đánh giết. Thiên Ma giáo tất cả trưởng lão, đi theo ta đại trưởng lão chợt quát một tiếng muốn mang theo một đám trưởng lão nghênh chiến ba ngàn ác hồn ba ngàn địa vương cảnh ác hồn nếu không phải xử lý thỏa đáng sợ rằng sẽ tạo thành đại diện tích thương vong tuân mệnh vâng đại trưởng lão thiên ma giáo mấy trăm trưởng lão rất nhanh tụ tập nhưng vào lúc này một đạo sang sảng tiếng cười vang lên đại trưởng lão nếu không cái này ba ngàn ác hồn giao cho ta tới đối phó mê mơ đại trưởng lão cho một đám trưởng lão sững sờ nhìn về phía cười đi tới ninh thiên Tổ sư, cũng cái này thời điểm, ngươi cũng không cần đùa diễn, đây chính là ba ngàn ác hồn. Ba ngàn địa vương cảnh cường giả, đại trưởng lão nhíu mày lên, ngư khí hết sức nghiêm túc nhìn Ninh Thiên. Mọi người cho rằng Ninh Thiên sẽ lùi bước, nhưng cũng thấy Ninh Thiên khóe miệng hơi hất lên. Ba ngàn vị địa vương cảnh cường giả thì lại làm sao? Ninh Thiên thế nhưng là nhớ tới hệ thống, nắm giữ hồn diệt thuật hắn, bất kỳ hồn thể thấy hắn. Đều là đệ đệ, cái gì? Đại trưởng lão cả kinh, xung quanh trưởng lão cũng là cả kinh. Tổ sư có thể mới thông linh cảnh à? lại không đem ba ngàn địa vương cảnh ác hồn để vào trong mắt người khiết sợ một đám trưởng lão khen thưởng lối kiếp trận pháp tăng lấy gấp 10 lần tốc độ lĩnh ngộ lối kiếp trận pháp lĩnh ngộ thành công ninh thiên trong đầu vang lên một thanh âm tổ sư người đã bị đừng đùa đại trưởng lão lắc đầu một cái đang lúc này lý trường sinh nhanh chóng tối rồi đối với đại trưởng lão nói sư phụ bên ngoài ngũ tông đệ tử phát động tấn công cái gì đại trưởng lão nhíu mày lên thật sự là phản bọn họ một bầy kiến hôi cũng dám khoa trương đi Ngươi cùng mấy vị trưởng lão dẫn dắt 108 điện nội môn đệ tử, diệt cho ta bọn họ. Phải, sư phụ, Lý Trường Sinh ông quyền, rất nhanh cùng mấy vị trưởng lão ly khai. Đại trưởng lão cau mày, đột nhiên phát hiện bên người tựa hồ thiếu một người. Tổ sư đâu? Bên cạnh Ninh Thiên, đã sớm không thấy tâm hơi. Tổ sư ở đâu? Luận chính giữa đạo đài. Một cái trưởng lão ánh mắt sáng lên, mãnh liệt địa chỉ hướng về luận chính giữa đạo đài. Chỉ thấy Ninh Thiên chậm rãi đi đến, một đám ác hồn chính hướng hắn mà đến. Đậu phộng, ta tiểu tổ tông à? tổ sư ngươi liền yên tĩnh điểm ngươi có chuyện chúng ta như thế nào cùng nữ đế bàn giao à đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng liền nghĩ qua đi đem ninh thiên mang về không đúng đại trưởng lão ngươi mau nhìn tổ sư trên thân đó là cái gì mê mơ đại trưởng lão mãnh liệt xem đi chỉ thấy ninh thiên trên thân mơ hồ có điện lưu lấp lóe cái đó là lôi kiếp không thể nào lại tới thiên địa lôi kiếp một đám trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn ngập hiếp sợ cái này thiên địa lôi kiếp là tổ sư nhà không được dĩ nhiên muốn chiêu liền chiêu giờ khắc này ninh thiên chạy tới luận chính giữa đạo đài xung quanh thiên kiêu cũng đang tránh né địa vương cảnh ác hồn đột nhiên nhìn thấy hắn thân ảnh cái đó là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư hắn phải làm gì chẳng lẽ muốn một người đối mặt ba ngàn ác hồn đây chính là địa vương cảnh ác hồn à một đám thiên kiêu trong lòng căng thẳng ừm lúc này giữa bầu trời né qua một tia chớp mọi người ban đầu cũng vì để ở trong lòng bởi vì giữa bầu trời thế nhưng là đế cảnh cục chiến có này dị tượng cũng không quá đáng lối tiếp trận pháp lên đi tới luận chính giữa đạo đài ninh thiên ngồi sổ người xuống đưa tay tiếp xúc mặt đất trong nhảy mắt trên tay né qua một vệt hơi ánh sáng đón lấy toàn bộ luận đạo trên đài một đạo cựu đại trận pháp bị trong nhảy mắt khắc họa dây khắc trận pháp chẳng lẽ hắn còn là trận pháp đại sư hay sao thấy cảnh này một đám thiên kêu ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc này thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư cổ thực càng ngày càng thần bí trận pháp bị khắc họa ninh thiên trên mặt lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười sau đó chính là vận dụng lối kiếp linh mạch truyền vào lối kiếp linh khí thối thúc toàn bộ lôi kiếp trận pháp bùm bùm ninh thiên trên thân một đạo điện quang lấp lóe lại đến càng ngày càng nhiều trong nhảy mắt 199 đầu lối kiếp linh mạch tái hiện ra ơm um, cường đại lối kiếp linh mạch liên tục không ngừng truyền vào linh lực lối kiếp trận pháp trên khoảng không trong nhảy mắt mây đen nằm dày đặc lôi điện lấp lóe 199 đầu linh mạch thấy cảnh này một đám thiên kiêu đã sớm kinh ngạc nói không ra lời hồn diệt thuật khốn trận khởi động ninh thiên trong lòng mặc niệm một tiếng trong nhảy mắt hồn diệt thuật khởi động ba ngàn ác hồn bị một luồng không thể chống đối lực lượng khống chế trực tiếp vay ở toàn bộ luận đạo trên đài biểu diễn bắt đầu ninh thiên trên mặt hát lên một vệt nụ cười đánh một cái búng tay lối kết trận pháp khởi động đùng lanh lành tiếng vang tại mọi người bên tai vang lên đón lấy chính là nhìn thấy luận đạo trên đài khoảng không từng đạo lôi điện hạ xuống âm um, lôi điện như rồng những này cũng không phải thật sự là thiên địa lôi kiếp chỉ là lôi kiếp linh mạch trong linh khí thôi thúc biến thành lối kiếp trận pháp hình thành lôi điện thế nhưng mặc dù như thế vẫn đối với mấy cái này ác hồn có trí mạng lực sát thương lôi kiếp chính là ác hồn em lại đồ vật ừm um, từng trận lôi điện bỗng nhiên hạ xuống mà phía dưới thì là một đám bị nhốt ác hồn sau đó một màn vô luận là thiên ma giáo tất cả trưởng lão hay là một đám thiên kiêu đều là chấn động không gì sánh nổi chỉ thấy cái kia lạc lôi không ngừng ác hồn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên anh a à, anh anh ông ông lôi kiếp trận pháp bên trong ác hồn bị chém giết về sau liên hóa thành một đạo hắc khí tiêu tan chỉ để lại hồn lực lặng yên chảy vào ninh thiên trong tay hồn nguyên châu bên trong những này có thể đều là đại bổ đồ vật ta được các người giải thoát các người chúc ta một chút sức lực cái này không quá đáng đi ninh thiên trong mắt lắp lấy tinh quang bị nhốt vào quỷ diệt đồ thế nhưng là sống không bằng chết còn không để cho mình đến tác thành cho bọn hắn ừm um, trong mắt bắt quá mấy hơi thở ba ngàn ác hồn trực tiếp tổn thất ba bốn phần mười trên bầu trời đế cảnh chiến đấu không ngừng ảnh ma lão nhân nam vị đế cảnh cường giả bị lạc vô tình đè lên đánh thế nào các ngươi liền chút năng lực ấy lạc vô tình giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ tại đây điểm có thể năng lực cũng dám bức thoải vị biết không sợ súng đáng ghét ảnh ma lão nhân cắn răng nữ đế chưa bao giờ triển lộ thực lực chân chính chỉ là không nghĩ tới năng thực lực càng cường đại như thế ừm um, một đạo tiền sấm vang lên mấy vị đế giả vô ý thức nhìn về phía phía dưới chỉ thấy quỷ diệt đồ bên trong ba ngàn địa vương cảnh ác hồn càng bị một người vây ở trong trận pháp không ngừng luyện hóa cái gì là tên tiểu tử kia Quỷ diệt trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi là vô tình nhìn phía dưới ninh thiên khuế miệng hơi hắt lên lộ ra một vệt kinh diễn nụ cười chót nhìn về phía năm vị thần đế cảnh cường giả thanh âm lãnh đạo tiếp đó các người năm kẻ có thể đi chết theo rất tiếng là vô tình trên thân thể mềm mại một trận linh khí lấp lòe lại đến một đạo uy thế khủng bố mãnh liệt tập cuốn tới âm ừ, một đạo khí thế trực tiếp mà đến cẩn thận ảnh ma lão nhân trời quát một tiếng về mặt dữ tợn vội vã vận chuyển linh khí tiến hành chống đối thấy thế còn lại từ đế dồn dập noi theo đại đế ai nhất định phải coi trọng chống đó được sao là vô tình khuế miệng hơi phát họa mà lên tay ngọc hơi lật một tia ma khí lưu chuyển lại đến một trường đánh ra ừm um, một cái đầy đủ mấy chục mét lớn nhỏ ma khí cự trường nổ ra đây là thiên ma trưởng ảnh ma lão nhân chờ ngũ đế đều là đồng tử mãnh liệt co rụt lại triển khai tất cả thủ đoạn che ở trước người âm um, một trưởng rơi vào năm người trên thân cứ việc có phòng bị nhưng năm người như cũ là bị một trưởng đánh bay đục vào thiên ma giáo bên trong một tòa núi lớn bên trên âm âm trong khoảnh khắc tại sơn đổ nát t thực lực thế này luận đạo trên đài một đám người khiếp sợ không thôi một trưởng đánh bay năm cái thần đế cảnh cường giả cái này chính là nữ đế la vô tình phốc chưa ảnh ma lão nhân ra còn lại bốn người đều là nôn một ngụ máu tươi bọn họ chỉ là chuẩn đế thực lực đối mặt đại đế căn bản đến không được ảnh ma người không phải nói là vô tình thực lực không có cường đại như vậy à không phải nói chúng ta có thể đối phó à nhưng còn bây giờ thì sao sa hạt phu nhân cản cái kia sắc bén răng bạc gắt gao trứng mắt ảnh ma lão nhân ta làm sao biết nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ ảnh ma lão nhân đồng dạng là cực kỳ khó coi căn cứ tình báo lạc vô tình chỉ là thần đế cảnh cửu tinh thực lực hắn thiết tưởng một cái thất tinh cùng bốn cái tam tinh cùng với võ binh tiên binh nên đủ đủ đối phó thế nhưng tình huống bây giờ lại là có ngoài ý muốn lạc vô tình thực lực căn bản không chỉ là cửu tinh mà là đỉnh phong chỉ cần lạc vô tình bây giờ có thể được đường thành thần dẫn nàng liền có thể tại chỗ thành thần trình độ đó cái này có thể cùng cửu tinh thực lực chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo a à. được chư vị đừng ầm ý hiện tại chỉ có thể liều chết một kích hôn diệt trưởng lão nhiều nhíu mày đối với hai người nói hiện tại nếu là không đoàn kết lên nội chiến chết chính là chúng ta mê mơ hôn diệt trưởng lão nói la còn lại bốn người gật gù hiện tại xuất hiện bất đồng liền chỉ có một con đường chết vận dụng tiên minh đi ảnh ma lão nhân trầm mặt nói một tiếng tiếp theo năm người chậm rãi từ trong lòng núi dãy ruộng đi ra lần thứ hai bay về phía thiên không Mu đế lại một lần nữa đối mặt lạc vô tình là vô tình đây là người buộc chúng ta trừ vị vận dụng tiên binh ảnh ma lão nhân trợt quát một tiếng năm người tiên binh nhất động lên muốn phát động lúc này phía dưới nhưng lại một lần bay tới nhẹ nhàng thanh âm lão bà cố lên đánh nổ cái này năm cái lão ra hỏa mê mơ ảnh ma lão nhân mũ để sững sờ hướng về phía dưới nhìn lại phát hiện kia thiên mà giáo truyền kỳ tổ sư không biết đến lúc nào đưa đến một cái cái ghế cầm trong tay một cái của táo chính nhàn nhã nhìn bọn họ mà trước người hắn một cái lôi kiếp trận pháp đã đem quỷ diện đồ bên trong ba ngàn ác hồn hết mức luyện hóa cái gì tiểu tử này cỏ tốt mẹ hắn khí á à? trên bầu trời mua đề khí suýt chút nữa thổ huyết đây là chiến trường à tiểu tử ngươi dĩ nhiên còn nhàn nhã ăn táo nhìn hí đậu phộng tổ sư đến lúc nào đem ba ngàn ác hồn toàn bộ luyện hóa Thấy cảnh này, xung quanh một đám người đều là há hốc mồm. Bọn họ vừa đều là xem phía trên không trung đế chiến, không có một người chú ý tới. Ninh Thiên chỉ dùng bất qua mấy phút đồng hồ, liền đem ba ngàn ác hồn toàn bộ luyện hóa. Ta đi, tổ sư ngư bốc a, một đám thiên kiêu cũng là nghi hoặc gãi đầu một cái. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, tuy nhiên nhìn thấy lôi kiếp trận pháp, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, từng đoàn mấy phút liền cũng bị luyện hóa. Kha kha, Ninh Thiên thỏa mãn hướng về cái kia lôi kiếp trận pháp nhẹ nhàng vung lên, nhất thời trận pháp biến mất, trong tay hồn nguyên châu càng thêm mong ánh đây là hồn nguyên châu hồn diệt trưởng lão đồng tử mãnh liệt co rụt lại trong mắt tràn ngập vẻ tham nam thứ này trong lòng hắn tự nhiên là minh bạch đồ chơi này đại bổ chi vật đang lúc này hồn diệt trưởng lão đột nhiên nhìn thấy ninh thiên dương dương trong tay hồn nguyên châu hướng về phía hắn cười hắc hắc lão đầu người ba ngàn ác hồn cáp người hồn diệt trưởng lão hơi ngưng lại đón lấy cảm giác sắc mặt đỏ lên ở ngực đè ép một trận uất ức phốc sau một khắc hắn một ngụ máu liền nhổ ra vốn là bị lạc vô tình gây thương tích hiện tại lại bị ninh thiên một hơi trực tiếp vết thương cũ tái phát một cái lão huyết phun ra thấy cảnh này một đám người chấn động đường đường thần đế cảnh cường giả lại bị tổ sư cho tức giận đến thổ huyết Lạc vô tình khuế miệng hơi hắt lên nhìn luận đạo trên đài cằn táo ninh thiên cũng là không khỏi cảm giác thú vị gia hòa này đối mặt thần đế cảnh cường giả tựa hồ cũng không em ngại đây hôn diệt trưởng lão ổn định đạo tâm chúng ta bây giờ muốn làm là đem đối phó lạc vô tình ảnh ma lão nhân xem hồn diệt trưởng lão một chút nhiều nhíu mày tiếp đó trong tay tiên binh ảnh nhận lấp lế chư vị động thủ đi ảnh nhận đánh giết âm rơi ảnh ma lão nhân trước tiên phát động công kích tay cầm tiên binh phát động tiên binh kỹ hắc ảnh hợp thành nhận trong nháy mắt hướng về là vô tình đánh giết mà đi Xem ra chúng ta cũng không thể lạc hậu cơ hồ là cũng trong lúc đó sa hạt phu nhân lấy ra nàng tiên binh chính là nàng trước thủng thức cái kia một con hắc hạt đi thôi độc thiên bọ cạp Độc Thiên bỏ cặp từ trong tay hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành sắp tới trăm mét lớn nhỏ, từng tầng rơi trên mặt đất. ầm ầm, mặt đất rung động. Cái kia mang kịch độc hạt vĩ, mãnh liệt quang về phía la vô tình. Mà giờ khắc này, nguy âm dương cùng xà độc thái nhất cũng là trong cùng một lúc. Tay cầm tiên binh không bạo lên mà đánh, bốn đạo đế cảnh khí tức, tay cầm tiên binh mãnh liệt đánh về là vô tình. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang. Thế nhưng ai cũng không thấy, hồn diệt trưởng lão cũng phát động công kích nhưng hắn công kích lại là nhắm thẳng vào luận đạo trên đài ninh thiên ca cạc tiểu tử người hẳn phải chết hồn diệt trưởng lão một trận cười quái dị cái gì thời khắc này không ít người kinh ngạc thốt lên một tiếng đều là đối với hồn diệt trưởng lão hành vi cảm thấy trơ chẽn đường đường thần đế cảnh cường giả dĩ nhiên đối với một cái thông linh cảnh ra tay lão già này ảnh ma sắc mặt lão nhân khẽ biến thiếu hồn diệt trưởng lão liền thiếu đi một phần thắng lợi thời cơ nhưng giờ khắc này chỉ có thể giá sức một kích muốn chết trong thiên địa một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên chỉ thấy là vô tình đại đế ai bạo phát giơ tay hướng về bốn người kia kìm xuống trong chớp mắt ở đại đế uy áp rời bốn người bọn họ công kích không thể tả vào mục đích hắc sắc ảnh nhận trong nháy mắt phá toái cái kia mấy trăm mét lớn nhỏ thiên độc bọ cạp trực tiếp bị đánh về nguyên hình răng rác một tiếng đúng là phá toái không ta thiên độc hạt Xa hạt phu nhân kêu thả một tiếng, mười phần đau lòng đem tiên binh triệu hồi, là vô tình một trưởng đánh tan bốn vị đế giả, nhưng cũng không người chú ý bởi vì bọn họ ánh mắt nhìn về phía luận đạo đài. Nơi nào, hồn diệt trưởng lão khoảng cách ninh thiên cũng chỉ có mấy chục mét xa. Tổ sư, ta tới cứu ngươi. Một tiếng bạo uống, thái thượng trưởng lão trong nháy mắt hướng về ninh thiên vọt tới, là thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão là thiên tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có thể ngăn cản hồn diệt trưởng lão một hồi, nữ đế liền có thể tới rồi. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão xuất hiện, thiên ma giáo một đám trưởng lão đều là trong mắt lấy ra một việc tinh quang chỉ cần có thể ngăn cản cái này hồn diệt trưởng lão liền không khả năng thực hiện được chỉ là thiên tôn cảnh cũng dám ngăn cản ta hừ hồn diệt trưởng lão từng tầm hư lạnh một tiếng vung tay lên đế cảnh khí tức bạo phát trong né mắt đen thái thượng trưởng lão một trưởng đánh bay toàn bộ quá trình không có một tia đình trệ thiên tôn cảnh cung thần đế cảnh tranh lệch hay là cự đại ừm um, hồn diệt trưởng lão khí tức bảo phát chớp mắt hướng về ninh thiên phóng đi không được tổ sư tổ sư muốn xong Thấy cảnh này, không ít thiên ma giáo đệ tử cùng trưởng lão đều là lòng như lửa đốt, xung quanh không ít thiên kiêu đều là lắc đầu thở dài. Gia Hỏa này, trên bầu trời, là vô tình trong mắt lóe ra một vẻ lo lắng, nguyên bản bình tĩnh như nước tâm, dĩ nhiên chẳng biết vì sao bắt đầu dập dờn. Lại đến, một đạo tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên, Hồn Diệt, nếu ngươi dám đả thương hắn, bản đế nhất định gọi ngươi hồn phi phách tán." ừm um, mọi người kinh hãi, nghe vậy, hồn Diệt trưởng lão sắc mặt thay đổi, nhưng lúc này, hắn đã lo lắng không nhiều lắm trước tiên diệt tiểu tử này lại nói trong ngày mắt hắc khí lưu chuyển lấp lóe ở ninh thiên trước người bị đế cảnh uy áp bao phủ ninh thiên thân thể chấn động mạnh một cái nghe được lạc vô tình nhưng trong lòng có chút cảm động xem ra hắn ở cái này tiện nghi lão bà trong lòng vẫn còn có chút phần lượng người lão già này ninh thiên trong mắt lóe ra một vệt sát ý giờ khắc này hồn diệt trưởng lão gần trong gang tấc mà trên người hắn đã xuất hiện từng tia từng tia vết máu đế cảnh uy áp tại thân thân thể hắn có thể không chống đỡ được hiện tại đối mặt hắn chỉ có một lựa chọn các các tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết hôn diệt trưởng lão vọt tới trong lòng hàn đã nghi kỳ kế hoạch đánh chết tiểu tử này về sau trong nháy mắt dùng hồn bạo thuật kéo dài khoảng cách chỉ cần có thể cùng ảnh ma lão nhân bốn người hội hợp là vô tình không thể giết hắn kế hoạch đã định tiểu tử nhận lấy cái chết trong nháy mắt hôn diệt trưởng lão khoảng cách ninh thiên vẻn vẹn chỉ kém nửa bước cái kia cường đại khí tức chấn động đến mức ninh thiên ra thịt nứt ra máu tươi chảy dòng tất cả mọi người tâm vào đúng lúc này chăm chủ lơ lửng thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư muốn chết tại đây một trưởng dưới á lão gia hỏa ta liền chờ ngươi tới gần đây đột nhiên ninh thiên mãnh liệt ngẩng lên đầu khuấy miệng ngậm lấy máu tươi ánh mắt dữ tợn trong lòng chợt quát một tiếng hệ thống cho ta khởi động đại đế thẻ kỹ năng ta muốn giết chết lão già này thẻ kỹ năng đại đế nhất kích phát động ừm um, đang lúc này ninh thiên trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một trận đại đế khí tức tiếp đó ở đây tất cả mọi người đều là nhìn thấy ninh thiên phía sau một tôn cựu đại tiên quang hư ảnh tái hiện ra cái kia khí thế bồng bột rõ ràng là đại đế oai cái gì đây là đây là đại đế oai tổ sư tổ sư cho gọi ra đại đế oai à trong khoảnh khắc xung quanh tất cả mọi người bị đại đế oai bao phủ ừm uhm, tất cả mọi người đều là quỳ dạp xuống trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt trên bầu trời ảnh ma lão nhân bốn người lại càng là liền đại khí cũng khó khăn thở một hồi từng cái từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn ninh thiên Tiêu tử này, chẳng lẽ là một cái đại đế cường giả, nằm cái rãnh, là vô tình trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Đại đế khí tức đối với nàng không bị ảnh hưởng chút nào, thế nhưng nàng cũng khiếp sợ. Ninh Thiên, làm sao có thể có đại đế khí tức? Ừm, um, lão gia hỏa, người cho già chết. Ninh Thiên biểu hiện điên cuồng, trong giày lát, giơ tay hạ xuống, một trường hướng về hồn diệt trưởng lão hạ xuống, mà phía sau, cái kia thiên quang đại đế hư ảnh cũng là nương theo hắn động tác, một trường hạ xuống cái cái này sao có thể tên tiểu tử này làm sao có khả năng sẽ là một tên đại đế hồn diệt trưởng lão không thể tin tưởng trong lòng giống như hất lên sóng to gió lớn lúc này muốn dãy rủa đã là gắn liền với thời gian quá muộn âm um, chết hư ảnh một trường hạ xuống hồn diệt trưởng lão thậm chí ngay cả kiêu thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh trực tiếp bị giết hết mọi người nhìn về phía cái kia rơi trưởng trâu hồn diệt trưởng lão đừng nói là thi thể coi như là liền hồn phách cũng tiêu tan không còn một mống một tên thần đế cảnh tam tinh cường giả cứ như vậy bị ngay trước mặt mọi người cho mà sát sạch sẽ t ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy thôi đại não một trận trắng xóa hô hấp có chút gấp gáp làm sao cũng không dám tưởng tượng tất cả những thứ này là thật một tên thần đế cảnh cường giả cũng không phải là dễ dàng chết như vậy à thế nhưng cái kia nồng đậm đại đế khí tức cùng với ninh thiên phía sau cái kia cửa đại kim quang hư ảnh đều là sáng tỏ báo cho biết mọi người tất cả những thứ này đều là thật tổ sư mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời đột nhiên kim quang hư ảnh tiêu tan ninh thiên thân thể trở nên lảo đà lảo đảo liền muốn thua bởi mặt đất lúc một trận làn gió thơm kéo tới tiếp đó thân thể chặn được một trận mềm mại ninh thiên đầu đặt ở là vô tình ở ngực hắn khẽ ngẩng đầu chính là nhìn thấy là vô tình vậy có chút lo lắng mặt kha kha lão bà nói xong một câu nói này trước mắt hắn tối sầm lại mất đi tổ sư tổ sư thấy cảnh này không ít thiên ma giáo đệ tử cùng trưởng lão đều là một trận lo lắng không sao hắn chỉ là mệt mỏi quá độ mất đi mà thôi là vô tình kiểm tra một hồi ninh thiên thương thế phát hiện không có gì đáng ngại về sau thở một hơi hô nghe được lạc vô tình một đám đệ từ cùng trưởng lão đều là thở một hơi trong lòng đều là ở vào đối vừa mới tình cảnh đó trong khiếp sợ tổ sư cũng quá mãnh liệt là vô tình đen đã hôn mê ninh thiên giao cho thái thượng trưởng lão về sau nhìn về phía giữa bầu trời bốn người trong con người xinh đẹp né qua một vế sát ý mọi người minh bạch vị này đại đế cúng nộ khu phụ Nữ đế đại nhân, tất cả những thứ này cũng chỉ là một cái lầm. Nguy âm dương vội ho một tiếng, hướng về phía lạc vô tình cười mỉa một tiếng. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, là vô tình giơ tay. Một trường trực tiếp đem thân thể đập thành phấn vụ. Tê, Thời khắc này, ảnh ma lão nhân, xa hạt phu nhân và xa độc thái nhất đều là trong lòng khiếp sợ. Tiếp đó, từng cái từng cái xoay người muốn chạy, muốn ở bàn đế trong tay chạy trốn, khả năng à? Là vô tình đôi mắt lấp lấy hàn mang, trong tay một thanh lam nhạt trường cung hiện lên. Tiên khí, chu thần cung nàng mãnh liệt dương cung trong ngày mắt hai mũi tên bắn ra âm um, hai đạo lam kim thánh quang hiện lên hóa thành hai chi xuyên vân chi tiễn trực tiếp là bắn thủng xa hạt phu nhân và xà độc thái nhất thân thể thân thể nứt ra trong đó hồn phách bị tru sát mà cái kia ảnh ma lão nhân thì là thừa này thời cơ vận dụng huyết động chi pháp hy sinh cả người một nửa tinh huyết biến mắt không còn tam hơi từng đoàn bắt quá phút chốc bốn vị thần đế cảnh cường giả vừa trốn tam chết một đám thiên kiêu đều là khiếp sợ không thôi nhìn tình cảnh này trong mắt đã tràn đầy kinh hãi lạc vô tình từ thái thượng trưởng lão trong tay tiếp nhận ngất đi ninh thiên nhàn nhạt, nhạt nói thái thượng trưởng lão bây giờ tử tông thần đế cảnh cương giả đã trừ đi diệt bọn họ đi giết tử tông nghe được lạc vô tình thái thượng trưởng lão chấn động trong lòng đón lấy mãnh liệt gật đầu cái kia tử tông trừ thần đế cảnh cương giả có thể đem ra được còn lại liền không có cái gì cương giả không có đế cảnh cường giả muốn giết hết dễ như ăn cháo ta minh bạch nữ đế mê mơ lạc vô tình nhàn nhạt, nhạt gật đầu đón lấy Ông trong lòng ninh thiên hướng về thiên ma giáo nơi sâu xa đi đến một đám thiên kiêu trong lòng kinh ngạc không thôi thiên ma giáo mặc dù tại ma đạo không có biểu hiện ra một lĩnh đầu dáng vẻ thế nhưng hôm nay nhưng cũng là ngồi vững trước thủ khoa thiên kiêu đều là rời đi dồn rập muốn đem tin tức này báo cho biết thế lực sau lưng giao chi thánh nữ nhìn là vô tình cùng ninh thiên phương hướng rời đi trong mắt lấy ra một vệt hơi ánh sáng nhưng là cũng không nói gì bây giờ tình huống này chỉ có thể ngày khác trở lại ba ngày thời gian trước mắt mà qua trong ba ngày này ninh thiên cũng nằm ở trạng thái hôn mê mà là vô tình cũng một mực ở dốc lòng chăm sóc hắn nhưng bên ngoài lại là phát sinh kinh thiên đại sự kinh động toàn bộ thiên ma đạo thứ hai ảnh ma lão nhân xuất lĩnh từ đế đi tới thiên ma giáo muốn bức thoái vị thế nhưng kết cục lại là lệnh người khiếp sợ không thôi năm vị thần đế cảnh chỉ có ảnh ma lão nhân trọng thương chạy ra vậy sẽ khiến thiên rất nhiều thế lực nhận rõ thiên ma giáo cường đại cũng nhận rõ nữ đế thực lực cho tới ninh thiên triệu hoán đại đế oai chém giết hồn diệt trưởng lão rất nhiều thế lực chi chủ đều là khiếp sợ. Thế nhưng, cũng nhất trí cho rằng, Ninh Thiên không có đại đế thực lực, sử dụng có lẽ là cái gì nữa để cho hắn tự vệ thủ đoạn. Nhưng mặc dù như thế, Thiên Ma Giáo truyền kỳ tổ sư danh hào, xem như triệt để truyền khắp toàn bộ thiên, mà ba ngày thời gian, Thiên Ma Giáo thái thượng trưởng lão dẫn người, cơ hồ là nghiền ép đồng dạng đem đánh mất thần đế cảnh tứ đại tông môn quét ngang mà khoảng không. Từ đây, tứ đại tông môn triệt để ở trên trời xóa tên biến mất. Thiên phía Nam, chính đạo minh minh chủ cái này là vô tình thực lực có chút mạnh à kiếm mi trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng bây giờ bức thoái vị một chuyện vừa ra vậy sẽ khiến mọi người càng thêm cần nhìn thẳng vào là vô tình thực lực buồn cười chính đạo minh chủ cười lạnh một tiếng Là vô tình vốn là thực lực cực cường đừng đường thần đế cảnh đỉnh phong đại đế cường giả há lại mấy cái chuẩn đế có thể trêu chọc thế nhưng là kiếm mi trưởng lão trong mắt lấy ra một vẻ lo lắng muốn nói lại thôi ta biết rõ người muốn nói cái gì chính đạo minh chủ hơi xua tay đánh gãy kiếm mi trưởng lão là vô tình xác thực rất mạnh thế nhưng ta cùng hư thần thiên cung cung chủ đều là đại đế cường giả cũng không phải là những cái phế đế hai vị đại đế cường giả đối phó con bé kia ngươi cảm thấy hắn có thể chống đối chính đạo minh chủ lạnh lùng nở nụ cười vạn sự đã chuẩn bị chỉ cần chờ hư thần thiên cung cung chủ phá quan mà ra là được hai vị đại đế kiếm mi trưởng lão chấn động trong lòng xem ra minh chủ thực lực lại là tinh tiến rất nhiều à được ta chuẩn bị tu luyện đúng gần nhất phải chút đệ tử đi lịch luyện đi gặp phải ma giáo đệ tử giết chết là được chính đạo minh chủ phát tay một cái vâng kiếm mi trưởng lão gật gù thiên ma giáo thánh trì thánh trì là thiên ma giáo bên trong chưa trị thương thế một chỗ bảo địa ở vào thánh sơn bên trong người binh thường thế nhưng là không có tư cách tiến vào giờ khắc này bên trong thánh trì ở giữa nhất có một khối cự đại ngọc thạch chỉ thấy ninh thiên nằm ở trong đó bắt quá trên thân nhưng không hề che lấp quang linh lợi nằm ở trên tảng đá trong ao nước mơ hồ có nhàn nhạt, nhạt vũ khí, từ mặt nước mà tới, liên tục không ngừng tụ hợp vào Ninh Thiên trong thân thể, chưa trị hắn cơ thể bên trong thương thế, Ninh Thiên đã ở đây nằm có 3 ngày, thế nhưng thương thế còn chưa khỏi hẳn, thân thể hắn bị hồn diệt trưởng lão đế cảnh khí tức gây thương tích, lại gánh chịu đại đế nhất kích hậu quả, phá hoại tính 10 phần, thật là là đổi một người bình thường, khẳng định ngòm củ tỏi, bất quá may mà, trong thân thể hắn lôi kiếp linh mạch đủ mạnh, hơn nữa, lại là thiên thần thể chất, vì lẽ đó miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Ông ừ. Giờ khắc này, mặt đá bên trên, Ninh Thiên đột nhiên phát sinh một đạo tiếng nghẹn ngào, ý thức từ từ có chút tỉnh táo, nhưng trong thân thể đau đớn hay là không ngừng kích thích hắn, cái này không khỏi để trong lòng hắn thở dài. Ai, lần này, suy chút nữa liền xong, lạch cạch. Lúc này, thánh chỉ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Ninh Thiên dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng thân thể bất kỳ một chỗ cũng không nghe hắn sai khiến. Một trận quen thuộc làn gió thơm kéo tới, là lão bà, Ninh Thiên sững sờ, dùng hết sức lực toàn thân, tựa đầu miệng cưỡng chuyển tới một chỗ có thể nhìn thấy thanh âm truyền đến chỗ góc độ. của nhiên chính là nhìn thấy một bộ quần trắng, dáng người yếu điệu là vô tình từ Thánh Sơn hướng về Thánh trì đi tới, thấy được nàng hơi nhiều lên liễu mi, cùng vậy có chút lo lắng biểu hiện. Ninh Thiên trong lòng ấm áp chảy qua, tâm lý âm thầm cưới trộm, chính hắn một tiện nghi lão bà, điển hình ngoài lạnh trong nóng, còn không có tỉnh lại sao? Nghe được là vô tình tự lẩm bẩm, Ninh Thiên quyết định trước tiên không bại lộ chính mình, chờ nàng lại đây, lại cho nàng một niềm vui bất ngờ nhìn trên đài đá trầm mặc không nói ninh thiên là vô tình nhíu mày cau mày tuy nhiên giờ khắc này ninh thiên trần chuồng nhưng là vô tình tâm như chỉ thủy mắt nhìn thẳng ai là vô tình thăm thầm thở dài trong thanh âm lại có một chút thất vọng ninh thiên vừa nghe tâm lý cảm giác khó chịu liền muốn mở miệng nhưng đột nhiên hắn sửng sốt ánh mắt lộ ra hơi hít mắt bắt mắt khe hở chăm chú nhìn lạc vô tình chỉ thấy Lạc vô tình chậm rãi đem trên thân quần trắng cởi ra trong phút chốc cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót mê mơ chuyện này đây là cái gì tình huống ninh thiên trong lòng hoảng loạn không ngừng mà giờ khắc này lạc vô tình đã là Demi vật đặt ở bên bờ đón lấy bóng loáng bản chân nhỏ đặt ở tiến nhập thánh trong ao vạch lên nước từng bước từng bước hướng về hắn đi tới cùng ngục ninh thiên gian nan nuốt một hồi nước miếng đây còn là hắn lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng lạc vô tình thân thể lần trước hoàn toàn là kích động không có cụ thể ấn tượng không thể không nói hắn cái này tiện nghi lão bà vóc người đẹp được không được á Làn gió thơm tới gần ninh thiên tìm đập loạn vội vã là nhắm mắt lại xôn xao dầm là vô tình đạp nước mà đến thánh trì cái kia ấm áp nước lướt qua da thịt nàng đi tới ninh thiên trước người chuẩn bị giống như trước một dạng thối thúc thánh trì chi thủy cho ninh thiên liệu thương dù sao nàng thuộc về thành dương thể chất có thể thối thúc những này trong thánh thủy chữa trị khí tức rút đi y vật cũng chỉ là tăng nhanh tốc độ mà thôi mê mơ đột nhiên lạc vô tình phát hiện có cái gì không đúng nàng nghi hoặc ân một tiếng nghe vậy nằm ở ngọc thạch bên trên giả chết ninh thiên trong lòng căng thẳng sẽ không bị phát hiện đi rất nhanh hắn liền nghe được là vô tình cái kia lầm bẩm ngữ điệu cái tên này vì sao nhịp tin đập nhanh như vậy chẳng lẽ thương thế hắn lại là chuyển biến xấu nói là vô tình tay ngọc chính là hướng về ninh mạch lồng ngực thả đi muốn cảm giác hắn cơ thể bên trong thương thế xong làm rét lạnh tay ngọc đụng vào thời gian ninh thiên thầm than không ổn tiếp đó một dòng nước nóng từ trong lỗ mũi truyền ra mê mơ ninh thiên biến hóa tự nhiên là không thể trốn quá là vô tình ánh mắt nàng long mày hơi nhíu lên nhìn ninh thiên cái kia lỗ mũi chảy xuống máu mũi không khỏi thất giọng lầm bầm kỳ quái mất người cũng có thể chảy máu mũi à giờ khắc này ninh thiên trong lòng gọi thẳng đậu phộng ninh thiên anh ninh thiên ngươi làm sao lại như thế không hăng hái đâu không phải là xem lão bà thân thể bị lão bà sờ một chút mà ngươi vậy mà liền chảy máu mũi nàng thế nhưng là lão bà ngươi à ninh thiên trong lòng đang khi dễ chính mình nhưng là vô tình lại là có chút lo lắng chuyện này cái này không phải là nội thương thêm nặng đi là vô tình nhăn chặt lông mày tự lẩm bẩm trong lòng đối với ninh thiên thương thế đặc biệt lo lắng nghe được là vô tình ninh thiên trong lòng được kêu là một cái cảm động a à. chỉ tiếc là vô tình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ninh thiên chảy máu mũi không phải là bởi vì nội thương thêm nặng mà là một cái lão sắc phê trong lòng nhẫn nại không được nếu là nội thương cũng không quá được là vô tình thì thào nhỏ nhẹ lại đến tay ngọc không ngừng ở ninh thiên trên thân thể mỗi cái huyệt vị kim đảo phọng ninh thiên trong lòng không nói gì một trận này trận rét lạnh mà mềm mại xúc cảm của thực là một loại giày vỏ a à. không được đột nhiên hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn muốn loi ân ừ. nhưng vào lúc này đang tại cho ninh thiên đo lường thương thế lạc vô tình đột nhiên sững sờ nhìn về phía ninh thiên thân thể một chỗ cái kia phản ứng Nàng mặt cười ừng đỏ trong khoảnh khắc minh bạch cái gì người bình thường mất làm sao có khả năng còn lại cái kia vậy bây giờ ninh thiên như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề cái tên này đang giả bộ bất tỉnh người người ra hỏa này sớm tỉnh đi là vô tình mặt cười ừng đỏ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà Trứng mắt nằm ở ngọc thạch bên trên ninh thiên Ếch, khu phụ quả thật đúng là không sai cái kia ngọc thạch bên trên nằm hỗn đản gia hòa quả nhiên là mãnh liệt mở mắt ra vôi ho một tiếng về sau dĩ nhiên chuyện gì không có ngồi xuống con mười phần tự giác ngăn trở chính mình cái kia lúng túng địa phương lão bà sớm chào buổi sáng á ninh thiên gãi đầu một cái hướng về phía lạc vô tình lúng túng cười nói giờ khắc này hắn ánh mắt chính đặt ở lạc vô tình trên thân một màn kia màu trắng thành quang có chút chói mắt là vô tình mãnh liệt phản ứng lại mặt cười đỏ đến mức có chút nóng lên vung tay lên linh khí hiện lên hình thành linh vụ đem sở hữu phong cảnh che lấp mà nàng cũng rất nhanh nghe được trước người tên kia một tiếng thất lạc thở dài người người gia hỏa này là vô tình trên trán hiện lên vài đạo hắc tuyến chợt cắn răng một trường trực tiếp đem minh thiên cho đánh vào thánh trì bên trong người tên khốn kiếp này người trước tiên ở bên trong thánh trì tỉnh táo ở nói chuyện cùng ta gia hỏa này thiệt thòi chính mình vẫn còn ở lo lắng hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã sớm được Khà khà, Ninh Thiên rơi vào thánh trì bên trong, cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười cười, hết cách rồi, ai khiến bản thân đùa lý đây? Bất quá, để cho mình thanh tỉnh một chút, cảm nhận được chính mình phấn khởi, Ninh Thiên cay đắng nở nụ cười, nhìn về phía lạc vô tình. Lão bà, chuyện gì? Ngươi, ngươi muốn không trước tiên ra ngoài, ngươi ở đây, ta tỉnh táo không tới. Ninh Thiên mặt tối sầm lại nói, lạc vô tình trầm mặc, chợt mạnh mẽ chừng ninh thiên một chút xoay người rời đi ở nàng sai người thời gian ninh thiên còn chứng kiến nàng cái kia ửng đỏ vành tai rất là đáng yêu không nghĩ tới tiện nghi lão bà còn có đáng yêu như thế một mặt ninh thiên cảm thán một tiếng chợt ngồi xếp bằng bắt đầu tỉnh táo mấy chục phút ninh thiên cuối cùng là thanh tẩy rất nhiều trong thân thể phấn khởi tiêu tan mà hệ thống thanh âm lần nữa lúc vang lên người khiếp sợ luận đạo đài mọi người tín ngưỡng tu luyện đẳng cấp đề bạc có thể chứa đựng tín ngưỡng năng lượng làm công kích thủ đoạn ân Nghe được thanh âm Ninh Thiên sững sờ, "Hệ thống, ngươi cái này khiếp sợ, có phải hay không đến hơi trễ?" Hệ thống Dương Dương đắc ý, "Túc chủ, đây là vì là bảo đảm ngươi có thể nghe được, vì lẽ đó bản hệ thống khởi động kéo dài thời gian phát sóng phục vụ, như thế nào hài lòng không?" "A." Ninh Thiên sờ sờ mũi, cật gù, thỏa mãn thỏa mãn. Bây giờ, tín ngưỡng tu luyện lần thứ hai thăng cấp, không chỉ có thể phản bù linh khí, còn có thể chứa đựng tín ngưỡng năng lượng, hóa thành công kích thủ đoạn. Điểm này, Đến là không tệ, giờ khắc này hắn đã thức tỉnh, trực tiếp là vận chuyển thiên thần lục, thân thể nội thương thế rất nhanh ở công pháp vận chuyển dưới chuyển biến tốt lên, gần như Ninh Thiên mặc vào y vật, động động thân thể, sau đó hướng về bên ngoài gọi nói, lão bà, ta tốt, rất nhanh, mềm mại tiếng bước chân, nương theo làn gió thơm kéo tới, là vô tình giờ khắc này đã đổi quần trắng, trên mặt ửng đỏ đã tiêu tan, biểu hiện từ từ lạnh nhạt, tốt, nhìn thấy Ninh Thiên mặc y vật, nàng nhàn nhạt, nhạt hỏi, Mê mơ, Ninh Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười hắc hắc lão bà ngươi hay là mặt đỏ một điểm tốt hơn khả ái như vậy nghe vậy là vô tình sững sờ dạng mây đỏ nhanh chóng lướt qua biến mắt trong ngày mắt không gặp chứng ninh thiên một chút thiếu cho ta lắm lời đi theo ta